Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube 24 giờ trading đình nhé. Hôm nay là ngày cuối tuần, ở đây chat sẽ tiếp tục làm cái video phân tích về xu hướng giá vàng vào tuần tới và điểm một số các cái tin tức quan trọng để chúng ta có thể là ngoài vàng ra thì đây chat sẽ phân tích thêm về dầu này, về Bitcoin này, về một số các sản phẩm ngoại tệ khác nữa và định hướng điểm một số các cái tin tức quan trọng để cho mọi người có một cái kế hoạch trading hoàn hảo tốt nhất nha. Mặc dù đây là cái video mà Richard chia sẻ cái góc nhìn của quan điểm của cá nhân, nhưng bản thân mọi người khi xem video thì mọi người cũng phải kết hợp và lập lên một kế hoạch trading của riêng bản thân mọi người nha. Như thế thì mới tối ưu được cái phương pháp giao dịch cũng như là cái kế hoạch giao dịch được hoàn hảo hơn, đặc biệt là quản trị vốn. Và tuần tới đây thì chúng ta sẽ trading như thế nào khi mà trên trang lịch kinh tế của chúng ta tin tức thì rất là nhiều các cái tin tức đúng không ạ? Vào tuần tới, đây mọi người thấy là sang tuần tới rất nhiều các tin tức, đặc biệt là liên tiếp là những ngân hàng trung ương sẽ đưa ra cái quyết định lãi suất của mình. Trong đó thì có ngân hàng RBA liên quan đến đồng đô la Úc, rồi ngân hàng Anh cũng là đưa ra cái lãi suất của mình và ngân hàng Thụy Sĩ cũng tiếp tục đưa ra những cái lãi suất của mình. Vậy thì sang tuần tới là rất nhiều các cái tin tức liên quan đến lãi suất mà các ngân hàng trung ương đưa ra. Tuần vừa rồi đây thì chúng ta vừa mới trải qua cái tin về chỉ số lõi CPI của đồng đô la Mỹ và một cái tuyên bố lãi suất của Fed công bố lãi suất tiếp theo cái kỳ vừa rồi đây là gì ở mức 5,5%. Thị trường cũng đã trải qua giông bão rồi. Nhưng mà chúng ta tuần vừa rồi là một cái tuần và chúng ta cần phải nhìn lại. Mặc dù là một tuần tiếp nối tiếp những cái tuần mà Richard chiến thắng full zoom cùng với cả nhà đúng không ạ? Full luôn, không có lỗ. Thế nhưng mà ngay cuối tuần, ngày thứ 6, ngày hôm qua lại cần có những cái mà chúng ta cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Mặc dù ngày thứ 6 trong Zoom, trong video rồi chắc đã chia sẻ cho mọi người rằng thứ 6 chúng ta hạn chế và hoan hỉ khi chúng ta trading với phiên Á buổi sáng và buổi chiều phiên Âu thôi, và phiên Mỹ thì hạn chế tối đa cái việc của chúng ta trading đúng không ạ? Nhưng mà trong cái tổng kết signal thì Richard mới thấy rằng tuần vừa rồi đây Richard đã mắc một cái lỗi, đó là trong cái video thì Richard đã nhận định là một cái tin rất là bất lợi đối với đồng đô la Mỹ rồi đúng không ạ? Một cái tin tức đây này, ngày thứ 6 Richard đã nhận định cho mọi người là tâm lý thị trường dự báo là tốt, nhưng Richard đã nhận định là với cái tin về chỉ số CPI các thứ như thế thì chắc chắn là không thể tốt được rồi. Ngoài ra thì cái kỳ vọng lạm phát với những cái tin tức mà CPI nó xấu như này và PCE giảm về mức 0,2% thì cái lạm phát này này nó chắc chắn là cái kỳ vọng lạm phát nó cũng phải giảm xuống đúng không ạ? Ở đây là cái con số đã sửa đổi nhé mọi người nhé, bởi vì là cái con số của kỳ trước nó là ở mức 3,5% cơ, nhưng mà nó đã được sửa đổi cho nên ở mức 3,3%. Vậy thì ứng với cái tin tức trên trang là kinh tế là một cái tin xấu toàn tập, cho nên là vàng ngày hôm qua nó tăng trưởng trở lại cũng đúng. Chưa kể là phân tích về kỹ thuật đấy thì nó đã phá vỡ cái đường kênh xu hướng và thậm chí là nó lên cái đỉnh này nó cũng có phản ứng một nhịp ở từ vùng 21-22 nó xuống lại 15 đúng không ạ? Nhưng mà cuối cùng thì sao? Nó không có giảm sâu và nó test lên cái đỉnh cao này. Như vậy là về phân tích kỹ thuật sau khi nó phá kênh này mà chúng ta vẫn bán ở những cái điểm không phải là những kháng cự mạnh thì đó cũng là một cái lỗi. Và cái điểm bán của chúng ta, cái kèo bán ở 17 đến 20 á, thì cái kèo đấy là nó mặc dù nó quay lại vùng 15 cũng có cơ hội cho chúng ta thoát đấy, nhưng chúng ta không thoát và cuối cùng nó SL. Wow, cái cú đấy Richard cũng bị SL và SL hơi sâu luôn. Tức là SL cái lệnh đấy chúng ta mất khoảng hơn 100 pip. Tiếp theo nữa là một cái kèo bán ở 28, mặc dù nó xuống 25 nhưng chúng ta không thoát. Richard cũng không báo thoát và thấy rằng là nó dập dờn lên cái ngưỡng, bởi vì Richard để cho SL 33 đúng không? Và Richard đã thấy là nó không có an toàn cho nên là đã báo mọi người thoát cái kèo đấy lỗ 32 pip, à lỗ 20 pip. Tức là thoát ở gì 2320, à 3330. Đấy là những cái chiến lược mà Richard đã chia sẻ cho mọi người, nhưng sau đó là cũng đã báo thoát. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái kèo khác nữa, ví dụ những cái kèo thoát dương đây này, rồi là những cái kèo mà thoát âm. Đây có những cái kèo thoát âm nữa. Ví dụ như là với cái kèo vàng bán ở 2307 đến 2310, mặc dù là Richard đã báo lãi là 40 pip rồi nhưng mà không thoát thì sao? Cuối cùng quay đầu SL đúng không ạ? Và Richard đã ghi SL luôn. Lãi mà không thoát thì là SL. Ngoài ra những kèo như là cặp bảng Anh thì chắc cho bán ở 2735 đúng không ạ? 1.2735 đến 1.2755 thì nó lên được 274 rồi nó xuống rồi. Và nó xuống thì kém đâu có được khoảng 5 point gì đấy thôi là nó TP. Nhưng mà không báo mọi người thoát và cứ nghĩ là mọi người sẽ chủ động quản lý vốn được. Nhưng mà thì chắc đã nói rồi, nếu như mình không báo thoát thì dù có nguyên tắc đưa ra chăng nữa nhưng mà thì chắc vẫn chấp nhận đó là những cái kèo SL nha. Có người sẽ có lãi, có người có lâu rất ok, nhưng mà thì chắc thì nhận với lỗi về bản thân mình. Ok chưa? Luôn luôn là báo SL những cái kèo này. Đấy, ngoài ra thì những cái kèo đây này, ví dụ như nó báo dương 40 pip không cắt thì quay lên SL có thế thôi. Đúng không? Cái kèo này nó xuống được 0304 nhưng mà không báo thoát thì coi như SL. Như vậy là chúng ta nhìn lại một cái bảng tổng kết lời thì rất là tốt, vẫn win net được 940 pip khi chúng ta trừ đi lỗ.
Nhưng mà cũng cần phải nhận ra được một cái sâu sắc hơn, đó là nhận định là đồng đô nó sẽ rất là bất lợi và rất xấu rồi. Nó cũng phá tiếp đường kênh kỹ thuật rồi và nến thì nó chưa có đảo chiều, nhưng mà bán và vẫn giữ cái kèo 10, 17 đến 20, mặc dù 17 đến 20 nó có cơ hội cho chúng ta thoát rất là tốt. Mà Richard cho bán từ 15 luôn. Và cuối cùng cái kèo đấy là kèo SL. Vậy thì chia sẻ trên video nhưng cũng cùng nhìn lại là rõ ràng phiên thứ sáu thì chắc là không đánh phiên Mỹ và nó rủi ro rất là cao rồi, nhưng chúng ta vẫn để SL cái lệnh đấy, mà không phải là Richard không đánh mà Richard có đánh và có bị SL và có bị âm tài khoản, cho nên là mới phải nhận ra là mình cần phải sửa. Và cũng nhắc mọi người cộng đồng luôn là thôi thứ sáu thì ta né đi, mặc dù là nhắc đi nhắc lại nhiều lần thôi nhưng đôi khi chúng ta vẫn bị lặp lại cái vết xe đổ đấy. Vì thế là các bạn có follow Richard rất là lâu, có xem video rất là lâu chẳng nữa, nhưng mà những cái chia sẻ của Richard cho mọi người cũng chẳng bao giờ thừa, và bản thân mình đôi khi cũng bị lặp lại cái lỗi này. Như ngày hôm qua như Richard như thế là đã lặp lại lỗi rồi, đúng không ạ? Vậy thì cái video này thì chúng ta ngoài nhìn lại được những cái thành quả của tuần trước ra thì cũng phải cần nhìn lại được những cái lỗi lầm của mình. Mặc dù các cái chiến lược trên Zoom của Richard nha thì thắng full rồi, đúng không ạ? Nhưng mà sang đến phiên Mỹ thì có thể mọi người sẽ tự chiến phiên Mỹ thì nó rủi ro cao hơn nữa. Vậy thì sang tuần sau nào, chúng ta sẽ tiếp tục định hướng cho tuần tới như thế nào. Một cái chiến thắng tuần vừa rồi tiếp tục là chiến thắng giòn giã đi chăng nữa, nhưng mà tuần sau tiếp tục là những cái chặng đường phía trước, đúng không? Chúng ta định hướng cho tuần tới như thế nào, khi mà tin tức rất nhiều, các tin đỏ đối với đồng đô la Mỹ thì thứ ba, thứ tư, thứ năm đều có tin nhé mọi người nha, tin cũng khá là mạnh nữa. Doanh số bán lẻ này liên quan đến đồng đô la Mỹ vào tuần sau này, hay là những cái tin như là yêu cầu trợ cấp thất nghiệp này. Những cái tin mạnh hơn nữa như là vào ngày thứ bảy, ngày thứ sáu cuối tuần, chỉ số sản xuất dịch vụ PMI nữa, thì sang tuần tới nhá, lưu ý ba cái ngày mà có tin rất là nhiều tin liên quan đến đồng đô này thôi. Và những cái dư âm tiếp theo chính là những cái tuần mà thị trường sẽ tiêu hóa đến cái bài phát biểu của chủ tịch Fed vào tuần vừa rồi. Đúng không? Khi mà chủ tịch Fed đã phát biểu rằng là cái lãi suất sẽ được duy trì có thể tháng 9 mới có thể hạ, đúng không? Tức là tháng 9 mới có thể Fed sẽ hạ lãi suất. Nhưng mà ông sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều các bản báo cáo, và đặc biệt liên quan đến gì ạ? Tỷ lệ thất nghiệp và các cái báo cáo về chỉ số lõi CPI và CPE vào các cái tuần tiếp theo đây nữa, để Fed sẽ thận trọng hơn trong cái con đường quyết định kích cầu nền kinh tế của mình. Chúng ta sẽ cùng bám sát với các cái chỉ số báo cáo về kinh tế để định hướng tiếp theo nhé. Chứ còn đương nhiên là với cái bài phát biểu và sự trì hoãn của Fed đã khiến cho thị trường gì ạ? Thất vọng. Thực sự là sự trì hoãn của Fed đã khiến cho thị trường thất vọng. Cho nên rằng lãi suất kỳ này giữ nguyên, CPI rất xấu nhưng mà vàng đã có những cái phiên giảm giá rất là mạnh chứ không tăng trưởng mạnh như các kỳ trước nữa. Và trong cái video lần này thì chúng ta sẽ định hướng như thế nào vào đồng đô thì chúng ta cùng nhìn lại về điểm tin tức và phân tích kỹ thuật trong cái video này nhé. Còn đối với các sản phẩm ngoại tệ thì đồng đô la Úc mà ngân hàng RBA sẽ đưa ra cái lãi suất và dự báo là sẽ giữ nguyên vào phiên ngày thứ ba, ngày 18 tháng 6 mọi người nhé. Lãi suất liên quan đến đồng đô la Úc dự báo là giữ nguyên ở mức 4,35% và không có thay đổi. Thì Richard cũng đồng tình với cái quan điểm và cái dự định ở trên trang về kinh tế là sẽ không thay đổi lãi suất. Nhưng mà đối với đồng đô la Mỹ vào phiên ngày thứ ba thì có khả năng lại là một cái tin tốt cho đồng đô. Dự báo doanh số bán lẻ sẽ tăng trưởng trở lại. Ngoài ra thì đến ngày thứ tư thì duy nhất có một tin đỏ liên quan đến đồng bảng Anh thôi. CPI so với cùng kỳ, dự báo là CPI so với cùng kỳ thì xấu. Điều này thì không lấy làm hiển là một cái báo cáo không lấy làm lạ, và khả năng hiển nhiên là một cái CPI xấu đối với đồng bảng Anh nhé. Khi mà các cái báo cáo vừa rồi đây, các cái chỉ số báo cáo kinh tế của bảng đều là xấu, cộng với lại là cái lãi suất mà ngân hàng Anh thì vẫn đang duy trì ở cái mức cao và chưa có hạ. Chúng ta chỉ có thấy là ngân hàng Canada và ngân hàng ECB thì đã hạ lãi suất rồi đúng không ạ? Chứ còn các ngân hàng như là Úc hay là bảng Anh thì sang tuần tới mới có tiếp tục cái lãi suất cơ. Thế còn đối với phiên ngày thứ năm, Phan Thụy Sĩ đối với phần ngân hàng SNB thì sang tuần tới thì dự báo khả năng cũng rất cao là lãi suất sẽ không thay đổi, vẫn giữ ở mức 1,5%. Thế còn đối với đồng bảng Anh thì phiên ngày thứ năm, tức là ngày thứ năm chúng ta có lãi suất của Phan này và lãi suất của bảng Anh đúng không ạ? Thì đối với bảng Anh thì cũng không có thay đổi lãi suất của mình. Đấy, vẫn giữ nguyên, và cái phiếu bầu để mà có thay đổi lãi suất hay không thì cũng dự báo rằng là cũng không thay đổi. Đấy, thì cái tin tức này nó cũng tác động lên hành vi tâm lý của thị trường ấy, và khả năng tiếp tục là gì, tác động xấu lên đối với đồng bảng Anh trong các cái tuần tới nhá. Thế còn đối với phiên ngày thứ sáu là một cái phiên cuối tuần, và cũng lại là lặp lại một cái phiên cuối tuần tiếp theo nữa, chúng ta thận trọng hơn trong cái việc giao dịch của mình. Ngày hôm đó thì là ngày mà liên quan đến đồng
Euro, rất nhiều các cái tin tức chỉ số với dịch vụ PMI được công bố vào ngày hôm đó, có kèm cả tin tốt với những tin xấu, nhưng cũng khả năng là EU nó sẽ cơ hội hồi phục vào phiên ngày thứ sáu vào tuần tới nha, tức là nó có dự báo thì được thiên về nhiều tin tốt hơn, tức là ví dụ như là chỉ số dịch vụ sản xuất nhanh của Pháp này, chúng ta thấy là cái đánh giá nhanh này thôi nhưng mà nó đều có mức tăng trưởng trở lại đúng không, hay là của Đức cũng thế, nên là dự báo rằng có thể là đồng euro nó có cơ hội tăng trưởng vào ngày phiên ngày thứ sáu. Còn đối với là đồng đô la Mỹ thì phiên ngày thứ sáu là cái chỉ số dịch vụ PMI thì mọi người thấy là cái khảo sát nhanh ở đây thì dự báo bất lợi đối với đồng bảng à đối với đồng đô la Mỹ vào tuần tới. Vậy thì định hướng như thế nào và chúng ta liên kết để phân tích giữa tin tức với kỹ thuật như thế nào, thì bây giờ thì chắc sẽ quay trở sang cái biểu đồ phân tích kỹ thuật để chúng ta kết hợp với tin nhé. Trước tiên là chúng ta sẽ nhìn lại về cái chỉ số DXY. Đối với chỉ số DXY thì phiên ngày hôm qua là một cái phiên tăng trưởng cực kỳ tốt đối với chỉ số và nó có những cái nhịp giảm trở lại vào cuối phiên. Cuối phiên Mỹ thì lúc đấy chúng ta cũng đi ngủ rồi, nhưng mà là nó tăng trưởng buổi ngày hôm qua phiên Á với phiên Âu là nó tăng trưởng rất là mạnh đúng không ạ? Sau cái gì? Sau cái tin lãi suất của đồng đô la Mỹ thì Richard đã phân tích cho mọi người là nó quay lại lấp gáp và khả năng nó tăng trưởng quay trở lại cái vùng 105, 105.2, nhưng cuối cùng là nó tăng trưởng mạnh luôn và nó vượt cái đỉnh cũ. Thấy không? Nó vượt đỉnh cũ luôn. Ở đây thì mọi người sẽ thấy là đối với lại chỉ số đồng đô la Mỹ sang tuần sau có khả năng nó sẽ có một cái nhịp điều chỉnh rồi tăng trưởng tiếp. Mọi người chắc khi mà chúng ta quan sát ở trên khung nến D này thì cái mục tiêu của chỉ số đồng đô la Mỹ đương nhiên là nó vẫn là tăng trưởng rồi, nhưng mà cái mục tiêu của nó sẽ có thể là test đỉnh cái khu vực 106.5 trong tương lai. Còn sang tuần tới đây đồng đô la Mỹ nó sẽ có những cái định hướng tăng trưởng tiếp theo, nhưng trước khi tăng trưởng trở lại thì nó có thể retest quay trở lại cái vùng 105 các bạn nhé. Nó có thể quay lại cái vùng 105, tức là nó kiểm tra lại cái vùng kỹ thuật này. Cái vùng đỉnh đường kênh mà đi chắc phân tích nó sẽ có một cái hợp lưu quanh cái vùng giá 105 cho đến 105.2 khu vực này. Nhá, đây là một cái khu vực mà chỉ số đồng đô la Mỹ nó có thể quay trở lại để nó retest. Các bạn nhìn thấy cái biên độ này không? Tức là cái biên độ này là cái biên độ mà khả năng rất cao là chỉ số đồng đô la Mỹ nó sẽ quay trở lại cái test cái vùng này rồi nó mới tăng trưởng tiếp. Cho nên định hướng đối với đồng đô thì chúng ta sẽ định hướng từng phiên. Còn trong cái xu hướng tuần thì có khả năng rất cao, bởi vì khung hướng tuần là một cái khung mà nó rất là lớn đúng không? Cho nên là cái ngưỡng tuần là một cái vùng giá 105 điểm 105.2, đó là một cái ngưỡng rất quan trọng để các bạn quan sát có thể mua lên đối với chỉ số nhé. Đấy là mua lên đối với chỉ số, bởi vì sang tuần sau thì có những cái phiên tin tức bất lợi đối với đồng đô, nhưng cũng có những cái phiên mà nó có được những cái tin triển vọng tốt hơn. Ngoài ra thì những cái video như là thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì chắc bám sát thị trường rồi, thì các bạn bám sát cái video đấy, chứ còn video này thì định hướng cả tuần cho nên nó hơi xa. Do đó là về cái định hướng tuần ấy, thì khả năng sang tuần sau thiên về một cái chiều hướng, đó là một tuần tiếp tục tăng trưởng đối với chỉ số đồng đô la Mỹ nhá. Thế còn đối với vàng thì chúng ta chơi như thế nào? Nó cũng ảnh hưởng bởi chỉ số đồng đô la Mỹ, và riêng vàng thì mọi người sẽ thấy này, ở trên khung nến D tuần vừa rồi đây kết thúc ngày thứ sáu là một ngày nến tăng trưởng nhấn chìm tăng và tăng trưởng rất là mạnh. Chỉ duy nhất là nó vẫn đóng cửa dưới ngưỡng kháng cự thôi. Nếu như mà vẫn đóng cửa dưới ngưỡng kháng cự, và cái đỉnh cao nhất trong tuần vừa rồi là ngưỡng gì ạ? 2341 khi liên quan đến tin FOMC và lãi suất của Fed, và chỉ số CPI nó đã tăng trưởng lên cái vùng giá này. Thì đóng cửa phiên thứ sáu lại là một cái cây nhấn chìm tăng nhưng dưới ngưỡng kháng cự. Do đó là cái lực tăng của tuần sau nó cũng không quá mạnh mẽ. Vì thế là tuần tới vẫn là một cái kế hoạch bán trung hạn cho mọi người nhé. Tiếp tục bán trung hạn cho mọi người và gom mua quay trở lại cái ngưỡng gì 2280 cho đến 2300. Vẫn như theo cái video tuần trước ở đây chat cho mọi người, đó là gì? Đấy là một cái kế hoạch gom mua lại đúng không ạ? Một vùng giá để gom mua lại. Còn tuần này, cái tuần tới đây thì vẫn là một cái kế hoạch gom mua lại, nhưng nó phải quay trở về cái vùng đáy này thì chúng ta mới gom mua nhá. Quay trở lại cái vùng giá này mới gom mua. Còn bán xuống trung hạn thì có khả năng sang tuần sau ngưỡng 2342, ngưỡng 2353 là một cái vùng giá rất có thể vàng nó sẽ ngoi lên cái vùng giá này. Cái khu vực 42 cũng cao hơn là ngưỡng 53 cho đến 59 chẳng hạn, cao hơn nữa. Đấy là ngưỡng 59 là nó hợp lưu với cái đường kênh xu hướng ở đây. Cũng là một cái tín hiệu mà FOMO thị trường đẩy giá tiếp lên khi mà thấy một cái cây nhấn chìm tăng như này thì là hoàn toàn cái ngưỡng đấy, tức là vùng 42 cho đến là cái vùng 53. Hai vùng giá nhá, nó có thể quay lên nó retest cái ngưỡng đấy rồi trước khi nó giảm trở lại, thì nó sẽ phù hợp cho cái việc mà chúng ta tiếp tục là một cái kế hoạch chia vốn bán xuống trung hạn cái nhịp này. Đấy là trên khung D chúng ta xét. Thế còn xét ở trên khung giờ thấp hơn, ví dụ như là khung H1 để mọi người có thể lướt sóng, thì sang phiên ngày thứ hai nếu như được vàng nó giữ được cái mốc
mà kháng cự tuần trước khi tin CPI với tin FOMC nó ra. Đây là cái ngưỡng mà kháng cự rất là quan trọng trong tuần vừa rồi, đúng không ạ? À, lãi suất ra thì bắt đầu nó rơi từ cái giá là 2.335-36, bởi vì buổi đêm hôm đó chúng ta thực chiến trên lớp cùng với mọi người thì chính là cái ngưỡng mà chúng ta bán xuống rất là đẹp, đúng không? Sau khi mà nó tạo ra cái đỉnh thứ hai này thì chúng ta bán xuống rất là đẹp rồi, thì cái đây là cái vùng kháng cự rất là quan trọng mà giá vàng tuần tới nó có thể đạt lên, nhưng nó cũng gấp phải là giống như kiểu là nó gấp phải cái vùng kháng cự này thì có thể nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh. Sang tuần sau thì thuần về kỹ thuật hơn là tin tức nhé. Do đó là những cái ngưỡng này sẽ là những cái ngưỡng mà tối ưu để cho chúng ta tìm cơ hội mà lại bán xuống. Hiểu không? Còn đương nhiên là chúng ta vẫn phải dự phòng một cái trường hợp đó là nó FOMO, vì vì một cây nến tuần tăng, đúng không ạ? Nó có thể đẩy giá lên cái vùng 53. Đấy là cái ngưỡng 53, là một cái ngưỡng mà cái chat đang đang cân nhắc là có thể lên cái ngưỡng này thì sẽ bán tiếp một cái kế hoạch chia vô bán tiếp xuống. Người không ạ? Tức là vẫn đi theo một cái cây nến tuần, tức là tuần thì chúng ta vẫn là những cái tuần mà giảm mạnh rồi, và đóng cửa duy nhất cái tuần vừa sau là gì, là một cái tuần cây nến tăng trưởng trở lại, đúng không? Cây nến tuần đây này tăng trưởng trở lại, nhưng với cái lực cây nến tuần như thế này thì đây chính là một cái cơ hội hay là một cái vùng giá mà chia vốn bán xuống khá là đẹp nhá, nếu như theo khung tuần. Vì thế anh chị em nào mà có tham khảo cái video này mà có một kế hoạch cũng bán xuống thì các bạn sẽ phải chia vốn và nguồn vốn lớn, cũng như là nó phải phù hợp với cái tài khoản của mọi người. Nếu như các bạn muốn giữ trung hạn thì ít nhất là các bạn bận quá này, không có nhiều thời gian lướt sóng này, rồi có cái tài khoản rất lớn để đầu tư thì các bạn chỉ nhỏ vốn này thì chúng ta vào thì là ok. Chứ còn nó khác, không phù hợp với các bạn mà đánh dùng đòn bẩy lớn nha. Đòn bẩy thì chúng ta sử dụng, nếu như đòn bẩy lớn thì chỉ là những người vốn nhỏ và chúng ta lướt sóng scalp hàng ngày thôi. Đặc biệt là những cái zoom scalp của The Chart thì gần như chiến thắng full rồi. Full chiến thắng rồi. Cho nên là đấy là cái sự hỗ trợ quá tuyệt vời của The Chart dành cho mọi người rồi. Và các bạn nào mà có muốn vào zoom thì chỉ có cách là liên hệ với bạn Linh Chi support để được vào zoom thôi. Và ngoài ra thì đi chat còn chia sẻ kiến thức hàng ngày cho mọi người nữa, chia sẻ cái kinh nghiệm đầu tư cho mọi người nữa, thì đấy là cái mà chúng ta tương tác và cái mà đi chat cho đi rất là tuyệt vời rồi. Thế còn khung H4 H1 rồi nhá, khung M15 thì lướt sóng trong phiên Á 8 rưỡi thì chúng ta vẫn là livestream zoom bình thường, thì khả năng phiên Á, nếu như mà phiên Á mà đi chat chưa có kèo hoặc chưa lên zoom ấy, mở cửa 5 giờ đúng không, mà cái ngưỡng giá này nhá quanh vùng 35 cho đến là 40 mà nó giữ được hoặc tạo ra cấu trúc đảo chiều ở đây thì các bạn tìm kiếm một cơ hội đánh xuống nha. Bởi vì sáng ngày thứ hai nếu nó không có gác mạnh hay là không vì một cái tin liên quan đến chiến tranh mà nó FOMO để nó bay mạnh ấy mà nó vẫn giữ được cái mức giá này thôi, thì chúng ta thuần kỹ thuật chúng ta đánh xuống. SL tuyệt đối của mọi người ở đâu đó ngưỡng gì 2.345, tức là sau cái đỉnh mà liên quan đến gì tin tức phiên ngày thứ năm ở đây, tức là sau cái đỉnh 41 42 ở đây, thì các bạn có thể để SL 45 nhé, chia vốn ra. Đó, ví dụ như là 35 các bạn bán này, đến 39 40 các bạn bán một kẹo một một entry nữa thôi. Đấy là ngày thứ hai giả sử, nhưng mà chưa khi mà đi chat chưa lên zoom nhá, mà giá nó vẫn giữ được mức này, và đặc biệt là nếu như có cấu trúc đảo chiều với những cái cây, ví dụ những cây nến như này này, thì chúng ta bán rất là đẹp. Ok chưa? Còn mua thì lướt sóng trong phiên Á mua thì các bạn sẽ quan sát cho đi chat ngưỡng từ 17 cho đến 20. 17 tức là cái vùng nó đã thanh khoản, nó cái biên độ vùng hỗ trợ 20 rồi, gần nhất là có một cái đáy vùng 24 ở đây, đúng không ạ? Thì các bạn có thể bắt đầu chia vô nha, mua lướt sóng trong phiên Á thôi. Đặc biệt là cái lúc đấy, nếu như mà đấy chắc đã nói là khi mà đấy chắc chưa zoom thôi nhá, chứ còn nếu mà zoom rồi thì chia sẻ với phân tích với đánh cùng cả nhà rồi thì không phải lo cái điều đấy. Hoặc là những anh chị em mà không vào được zoom thì đấy chắc cũng chia sẻ cái góc nhìn của bản thân mình để cho mọi người. Ok chưa? Đấy là với giá vàng nhá. Nếu như áp một cái công cụ vào đây thì đấy chắc chỉ có áp duy nhất đó là Bollinger Band cho mọi người thôi, để xem là đối với công cụ thì nó có ủng hộ cho cái việc chúng ta giao dịch và bán xuống vào tuần sau hay không. Chắc sẽ xóa đi cái này nha. Sang tuần sau đây, nếu như mà về Bollinger Band ấy, thì dưới đường MA20 chính là đường Bollinger Band giữa, giá đóng cửa vẫn dưới đường này thì là cái khu vực mà chúng ta cành bán xuống, đúng không? Bởi vì đó là cái kháng cự động. Duy nhất là cái vùng giá khi mà một cái chen giảm nó xảy ra mà nến test quay trở lại cái vùng giá đó thì cơ hội cho chúng ta đánh xuống, đặc biệt nếu có nến từ chối. Cho nên là cái vùng giá dưới ngưỡng 45 đúng không ạ? Vẫn là một cái ngưỡng bán xuống khá đẹp cho mọi người. Về phân tích kỹ thuật đây là trên khung D. Thế còn khung H4 thì sao? H4 thì một cái hợp lưu quan trọng ở đây đó là đường Bollinger Band trên cộng với trùng với một cái đỉnh kháng cự của tuần trước là khu vực 39 đến 42 thì là một cái vùng mà các bạn có thể bán xuống, tức là nó là một cái hợp lưu vùng kháng cự, thì các bạn có thể xem xét cái vùng này là cái vùng cân nhắc chúng ta đánh xuống. SL tuyệt đối, nếu như mà mọi người muốn SL an toàn hơn thì phải sau ngưỡng 2.353, nhớ chưa ạ? Tức là sau cái vùng giá mà đi chắc đã dự liệu là có thể tăng lên đấy, thì nói như thế để mọi người có một cái kế hoạch chơi được tốt nhất nhá.
Đấy là các cái khung giờ đấy, từ H1, H4 hay khung D và thậm chí là xuống cái khung giờ M15 rồi, để cho mọi người tìm ra một cái cấu trúc và khi mà đi chat chia sẻ cả về công cụ như thế này. Còn trong tuần trước đây có rất nhiều các cái cấu trúc về nến con rơi mà mọi người thấy là ngay như cái phiên ngày thứ năm liên quan đến tin đúng không ạ? Liên quan đến tin thì đi chat đang thực chiến cùng với cả lớp rồi. Một cái chiến thắng giòn giã khi mà nhận ra được là những cái cây nến mà Richard đã chia sẻ về cái video về nến con rơi rất là kỹ cho cả nhà rồi đúng không ạ? Và chúng ta thành công đây này, cái cây nến này xuất hiện hôm đấy là Richard có thực chiến cùng với cả nhà với lớp học nhé, xuống rất là đẹp đúng không? Chưa kể là tiếp tục xuất hiện những cái cây nến con rơi ở cái vùng 94, 95 vào phiên ngày thứ năm, sau đó là sang thứ sáu thì nó tăng trưởng lại rất là mạnh luôn. Mọi người nhìn thấy không? Tăng trưởng lại rất là mạnh luôn. Cho nên là với những cái mẫu nến này thì nếu như mọi người đã xem cái video đấy rồi thì mà chúng ta áp dụng được thuần thục ấy, thì phải công nhận rằng là đến cả những bạn mà mới thôi trading khi đi theo những một cấu trúc nến này thì các bạn có kinh nghiệm một chút nữa về nến nữa thì hầu hết các bạn đều giành được chiến thắng. Các bạn nào mà có chưa xem cái video đấy thì các bạn có thể xem kỹ lại hoặc là chia sẻ cho anh em bạn bè nhé. Cái bí mật về bowling Japan mà Richard có ghi ở trên kênh ấy thì các bạn có thể tìm về cái cấu trúc nến con rơi này nhé. Ok, bây giờ thì quay trở sang các cái biểu đồ khác đi để xem chúng ta phân tích đối với BTC thì như nào. Tuần trước thì ngày thứ 6 Richard đã báo mọi người là chúng ta thoát hết lệnh đi đúng không ạ? Thoát hết lệnh đi và đúng là BTC nó đạp sập thêm một cú nữa rất là mạnh về ngưỡng đi 65. Nhưng mà Richard đã báo là nếu anh chị em nào có lệnh thì cũng nên thoát hết đi vào ngày thứ 6 rồi, thì đó là một cái chiến thắng quá giòn giã mà các bạn bán từ vùng 71 xấp xỉ ngưỡng 72 nữa mà xuống đến gì 666 đi rồi là quá ngon lành rồi. Đúng không ạ? Ví dụ như từ 72 mà các bạn bán xuống 66 là các bạn có thì khoảng 6.000 đô, tức là nó giảm khoảng 6.000 pip đối với BTC trong tuần vừa rồi là quá đẹp rồi. Thế còn sang tuần tới thì sang thứ bảy chủ nhật thì coi vẫn chạy, nhưng sang tuần tới vẫn là một cái kế hoạch bán xuống đối với BTC mọi người nha. Sau khi mà nó phá cái đường kênh này rồi, ví dụ như cái đường kênh này này thì có khả năng tuần tới mà nó có retest thì quay trở lại cái vùng 685 hoặc 69 thôi thì chúng ta bán xuống. Đây là một cái kế hoạch định hướng tuần nhé, để các bạn có thể là chia vô hoặc canh. Còn gần nhất đó là kháng cự quanh mốc 67 để giúp cho các bạn có thể lướt sóng tiếp tục bán xuống với mục tiêu quay trở lại cái vùng 61 61k ở đây nha. Thì cha đang chia sẻ cái biểu đồ là biểu đồ trên khung giờ H4 nha. Cái hỗ trợ đối với lại BTC tức là cái ngưỡng hỗ trợ về tâm lý thì nó quanh vùng 618 cho đến 62. Đấy, thì nếu các bạn bán xuống thì đây là vùng target mục tiêu gần nhất khung H4. Ok chưa? Khung H4 là cái khung mà chúng ta có thể tìm entry để bán theo ngày được rồi. Đây là với Bitcoin nha, ưu tiên vẫn tiếp tục bán xuống. Richard phân tích một chiều thôi, chứ đang không có định hướng về mua. Richard đã cho bán là chỉ có bán là mua là chỉ có mua thôi, và chúng ta SL sai nếu mà nhận định sai và kế hoạch sai hay SL sai thì mọi người theo dõi những cái video Richard đều bám rất sát luôn. Hay là với cái biểu đồ giá dầu đi nào. Quay sang biểu đồ giá dầu thì tuần vừa rồi Richard đã chốt đối với cái lệnh mua dầu và bán xuống đúng không ạ? Mặc dù nó có lợi nhuận không? Có lợi nhuận rất là tốt nhưng mà chưa có thoát, chưa có ra kèo nhá. Thì các anh chị em nào mà có lướt sóng đối với cái giá dầu đây này, có những cái phiên nó xuống vùng 73, 77.3 rồi. Thế nhưng mà định hướng tiếp theo này, khi mà chúng ta nhìn về cái biểu đồ về phân tích kỹ thuật thì nó đã retest lên cái vùng kháng cự một lần nữa và tạo ra một cái đỉnh phân kỳ thấp hơn như thế này. À, vậy thì sang tuần sau khả năng dầu sẽ sập tiếp. Khả năng đấy là khả năng rất cao luôn. Các bạn có kèo lướt sóng theo Richard lần này thì các bạn cứ nương theo mà lướt thôi. Và mục tiêu của Richard đó là quay trở lại cái vùng 73 cho đến 70 đô la Mỹ một thùng thì là cái vùng gom mua tiếp vòng nữa. Nên các bạn lưu ý với giá dầu, Richard định hướng đó là chủ yếu chúng ta canh mua. Còn bán xuống trong cái nhịp này vì cái biên độ target nó khá là lớn cho nên là chúng ta bán xuống nhá. Và sau những cái nhịp này, bởi vì vừa rồi đây OPEC có họp là một số nước trong khối OPEC cộng sẽ tham gia cái chiến lược là cắt giảm sản lượng đúng không? Nhưng mà nó cắt giảm sản lượng này thì nó sẽ cắt giảm nguồn cung. Nhưng lẽ ra giá dầu nó tăng trưởng trở lại đúng không? Nó có tăng không? Có tăng rồi. Đây là những cái phản ứng liên quan đến tăng nhưng mà nó lại từ giờ đến năm 2025 cơ. Cho nên là nó vẫn sẽ có những cái nhịp điều chỉnh giảm, và chính những cái nhịp điều chỉnh giảm này chính là cơ hội để mà cái lạm phát nó cũng giảm theo, bởi vì là giá dầu ấy tăng thì giá xăng cũng tăng và giá cước dịch vụ cũng tăng, và đương nhiên giá sản phẩm hàng hóa và cái chỉ số về PMI nó cũng sẽ tăng theo. Do đó là mà nó tăng như thế thì các ngân hàng trung ương rất khó để có thể là hạ lãi suất để kích cầu nền kinh tế, bởi vì cái lạm phát nó còn tăng cao đúng không? Nhưng khi giá dầu nó giảm như này cũng là một cái cơ hội rất tốt để các ngân hàng trung ương điều phối cái chính sách của mình và kích cầu nền kinh tế sớm hơn. Do đó là những cái nhịp này là những cái nhịp mà Richard sẽ chờ trong tương lai, đó là chờ giá dầu nó giảm, điều chỉnh để mua lại, gom mua lại và giữ dài hơn. Thế nhưng cũng là một cái cơ hội để cho mọi người có thể lướt sóng nương theo bán xuống nhá. Ok, đấy là với giá dầu Richard phân tích rất là chi tiết rồi.
Bây giờ quay trở sang ngoại tệ nào. Đối với ngoại tệ thì JPY liên quan đến yên nha, liên quan đến đồng yên thì thứ sáu là một ngày biến động của JPY, và Richard đã phân tích cũng như là chia sẻ rõ mọi người trên trên Zoom và cũng như trong lớp là thứ sáu khi tin ra thì phải sang phiên Âu nó mới phản ứng với tin đúng không ạ? Và mọi người có thấy đúng là buổi chiều phiên Âu thì JPY nó mới chạy mạnh đúng không ạ? Đặc biệt là liên quan đến cặp UG. Richard có cho mọi người một cái kèo bán trong kênh signal bán lướt xuống thì từ vùng 58 cho đến 58.2 coi như bán đúng đỉnh. Đúng theo cái kế hoạch của Richard trên phân tích video tuần là cái vùng giá 76.4, tức là cái ngưỡng Fibonacci nó quay trở lại cái ngưỡng này thì là cái ngưỡng mà chúng ta bán xuống, các bạn thấy không? Quá tuyệt vời luôn, bởi vì Richard đi theo cái phân tích của cá nhân mình cộng với định hướng tuần và cũng là một cái vùng giá nó đầy đỉnh. Các bạn thấy là Richard đã phân tích cho mọi người là hôm nay là khả năng rất cao là yên nó sẽ đẩy đỉnh lên cái ngưỡng này đúng không? Phá luôn cái đỉnh kháng cự, nó đẩy đỉnh lên rồi mới giảm trở lại, cũng chẳng sai tí nào luôn. Đấy là về phân tích kỹ thuật nha, đúng không ạ? Và có cho bán không? Có cho bán, win không ạ? Win luôn, được chưa? Thế còn chiến lược ở trading chung đến dài hạn thì đây là cái vùng giá mà mọi người thì chia vốn gom bán xuống rồi, các bạn giữ thôi. Mặc dù có lãi không có lãi nhưng mà chúng ta muốn cái một cái target nó lớn hơn rất nhiều, cho nên là nó phải tương xứng với cái việc SL của chúng ta. Do đó là anh ví dụ cắt lỗ của mọi người thì ít nhất là phải sau cái đỉnh này, hoặc đấy là cái việc cắt lỗ. Còn đương nhiên là cái việc chung đến dài hạn là gần như là cái việc cắt lỗ xảy ra rất ít, bởi vì nó đánh theo tỷ lệ phần trăm mà tài khoản nó phải phải khá là lớn rồi, hầu như là đòn bẩy nó cực kỳ thấp nhá, các bạn nhớ cái điều đấy. Còn khi mà chúng ta soi trong các khung giờ để giúp cho mọi người sang tuần sau liệu có lướt sóng được hay không, tin tức khi BOJ đưa ra lãi suất thì không có thay đổi và vẫn đang duy trì lãi suất dương chứ không còn duy trì lãi suất âm nữa, nên là đồng yên nó có cơ hội tăng trưởng và tiêu hóa cái tin tức này. Vậy thì sang tuần tới nếu các bạn muốn lướt sóng nha thì nó retest quay trở lại cái vùng 58 này thì các bạn bán xuống nha, lướt sóng bán xuống. Ngoài ra thì cập nhật cho mọi người chính là các cái kèo trong kênh signal của Richard. Các bạn muốn vào kênh signal để nhận được các cái tín hiệu trading hàng ngày thì các bạn có thể liên hệ với bạn support Linh Chi nhé để được vào. Còn những bạn mà trước đây được vào kênh signal mà khi mà đi theo cái điều kiện của Richard rất đơn giản thôi, nếu muốn đánh vàng thì cái tài khoản của bạn cũng phải vừa hợp lý, còn muốn đi vào theo lướt sóng thì Richard đều cho mọi người vào trải nghiệm suốt những cái giai đoạn mà từ tháng 9, tháng 10, tháng 11 năm 2023 rồi đúng không ạ? Quá tuyệt vời rồi. Các bạn mà muốn vào trong kênh Signal thì các bạn liên hệ với Support Linh Chi thôi. Đối với đây là đối với đồng yên nhá, sang tuần sau ưu tiên là bán xuống mọi người ạ, khi nó test quay trở lại cái ngưỡng này. Mua có kèo mua nhưng mà nó phải là một cái biên độ vùng mua ít nhất là quay trở lại cái vùng 156, hay là lướt sóng thì phải quay trở lại vùng 155, tức là về cái đáy hỗ trợ này. Sang tuần sau nó khá thuần về kỹ thuật cho đồng yên, tức là nó chỉ là tiêu hóa tin tức một hai phiên thôi, sau đó là nó thuần kỹ thuật thì mọi người có thể đánh với những cặp liên quan đến GPE là rất là có thể là mang lại lợi nhuận cho mọi người khá lớn vào tuần tới, tức là cơ hội đấy, cơ hội nha, liên quan đến đồng yên vào tuần sau là rất nhiều các cặp tiền liên quan đến yên luôn, thì có thể là một cái cơ hội rất lớn cho mọi người, trong đó thì kể cả với GJ. Đấy, GJ cho mọi người này, mọi người có thấy là cái kênh mà Richard đây, Richard đã vẽ cái kênh này khi mà Richard zoom vào buổi sáng ngày hôm thứ sáu đúng không? Một cái kịch bản là đối với đồng yên phân tích ra là cái cặp GJ nó sẽ tăng trưởng test cái đỉnh và cái đường kênh xu hướng góc mở này, mọi người thấy đúng là nó test cái kênh xu hướng này, sau đó sập sâu không ạ, sập quá sâu luôn nha, sập rất sâu luôn là đằng khác, mọi người nhìn thấy chưa? Và đây là với cái gọi là những cái khu vực vùng giá và những cái mà phân tích của Richard đi rất là chuẩn xác, thì với cặp GBP JPY sang tuần sau thì hoàn toàn mọi người có thể canh bán xuống được rồi nhé, hoàn toàn có thể canh bán xuống được bởi vì rủi ro nó rất là thấp khi mà phiên ngày thứ năm có một cây spinning top, phiên ngày thứ sáu đẩy đỉnh bởi vì nó theo cái xu hướng kênh của cái kênh mở và nó liên quan đến tin đồng yên nữa, cho nên là nó đẩy đúng lên cái biên trên của cái đường kênh neckline này rồi sau đó giảm. Chưa kể đóng nến của ngày thứ sáu lại là một cái cấu trúc nến đảo chiều xác nhận rất đẹp sau cây nến spinning top. Vì vậy sang tuần sau ưu tiên canh hồi lên các bạn bán xuống tiếp đối với cặp GBP JPY. Hôm trước các bạn hỏi bán được đồng yên hay chưa, Richard bảo chờ đợi bởi vì đúng là sau tin ra thì nó đi theo đúng cái kế hoạch và những cái nhận định của Richard rồi, và sau khi mà nó tin ra rồi tiêu hóa tin rồi đúng không, kỹ thuật rất đẹp như thế này thì ưu tiên bây giờ thì cho mọi người là ưu tiên bán đúng không? Nhận định phân tích như thế nào, bám sát như thế, kế hoạch bám sát như thế, và thị trường nó cũng đang chiều lòng Richard, đó là ủng hộ cho cái việc phân tích của Richard cũng rất đúng nữa đúng không? Vậy thì sang tuần sau cái cấu trúc này là một cái cấu trúc bán xuống nha. Nhiều người muốn bán chặn đầu với nó nhưng mà mọi người đều đều vào sai cái mốc timing, sai cái thời gian, cái điểm thời gian, cái mốc thời gian, vội vàng có với nó quá, nhưng bây giờ là một cái cơ hội rất là lớn nhá, kể cả có rủi ro chẳng nữa nhưng cái tỷ lệ rủi ro nó rất là thấp, đó là kỷ lệ bị SL ấy, cho nên là mọi người có thể sang tuần tới canh bán xuống cho Richard nhá, đối với lệnh của BPJP. Rất nhiều các cặp tiền liên quan đến yên các bạn nha, liên quan đến yên trong đó thì có NJ hay cạc J nữa này, rất nhiều các cặp tiền nữa, vừa tuần vừa rồi nó đóng cửa đều là những cái cây nến đảo chiều hoặc rút râu rất là mạnh,
Nhưng cụ thể hơn mà bán ấy thì có thể là UZ hoặc đặc biệt là GZ các bạn bán thì nó đẹp hơn. Chưa kể rằng với cặp GZ bán ấy, bởi vì GBP nó cũng đang dự báo xấu nữa, cho nên cặp đấy là cái cặp tiền mà có điểm sáng hơn cho mọi người vào tuần tới nhá. Ok nào, vậy thì là với Bitcoin, với dầu, với vàng, với các cặp tiền yên rồi đúng không ạ? Bây giờ quay trở sang GU và EU. À, các bạn nhớ là kể cả trong nhóm trading lớp của Richard thì cho mọi người bán cái tài khoản quỹ là giữ bán từ cái vùng đỉnh này và giữ TP về 1.273 đúng không? Các bạn có cái kèo này ít nhất là hơn 100 pip, rất là đẹp, win rồi. Và thậm chí là nó bonus thêm cho gì ạ? Vượt thanh khoản luôn cả cái đáy này, tức là nó giảm rất sâu luôn. Với bảng Anh sang tuần tới ưu tiên tiếp tục bán xuống, nhưng với cái cấu trúc này thì khả năng rất cao là sau khi quét thanh khoản nó sẽ có một nhịp hồi. Vậy thì các bạn có thể canh cái nhịp hồi này mà bán nhé, canh hồi mới bán xuống, chứ còn đừng có bán vội luôn. Tức là sang tuần sau ưu tiên tiếp tục là gì, bán xuống đối với bảng Anh. Trong tuần vừa rồi đây thì chat đã phân tích cho mọi người là khả năng rất cao nó sẽ phá cái đáy này và giảm đúng không? Thì đúng là nó phá cái đáy này giảm rồi nhá. Vậy thì cái nhận định của đầu vừa rồi của chat rất là chuẩn đúng không? Vậy thì hồi bán tiếp nha, hồi bán tiếp đối với lại cặp GBPUSD. Ngoài ra thì sang tuần sau có khá là nhiều tin tức liên quan đến đồng bảng nữa đúng không? Ví dụ như tin về cái chỉ số CPI này. Đấy, tin về chỉ số CPI trong tuần sau đối với bảng Anh thì dự báo lại là cái dự báo xấu nữa. Chưa kể rằng cái lãi suất thì lại vẫn giữ nguyên. Vậy thì ưu tiên cho chúng ta sang tuần sau là với cái cặp GBP thì hồi bán xuống nhá. Và chờ hồi đã chứ không phải là bán luôn nhá. Đấy, EU thì sao? EU giảm rất sâu rồi, giảm sâu, cực kỳ sâu luôn. Ở đây thì với Euro USD nó đang có một cái cây nến H4, cây Hammer. Đây là một cây đảo chiều sau cấu trúc quét thanh khoản, tức là nó quét cái đáy này xong. Vậy thì đối với EU sang phiên ngày thứ hai có thể các bạn mua lướt sóng được. À, ngược với bảng đúng không? Bảng tất nhiên có thể hồi, nhưng mà cái cặp này mua đẹp hơn bởi vì khả năng thành công với cái lệnh mua nó cao hơn. Các bạn canh ở cái vùng giá như là 1.065 cho đến 1.068, biên độ 20 pip chia vol ra có thể mua lại được. SL đâu đó khoảng 10 đến 15 pip thôi. Kèo này SL không xa nhá, tức là SL sau cái đáy vùng giá 1.065. Đó là sau cái đáy H4 1.065 các bạn nhớ nha. Target mục tiêu của mọi người thì quay trở lên cái vùng giá 1.074. À, tức là biên độ target khoảng 100 pip đấy. Cái sóng hồi đấy. Các bạn nhé, quay lại cái khu vực mà đáy nó phá vỡ đây này. Đấy nhá, đấy là với Euro USD nha. Thế còn nó đạt được cái target rồi thì chúng ta có TP rồi đi chăng nữa hay chốt rồi thì các bạn sẽ phải xem cấu trúc là liệu chốt xong rồi nó có giảm mà có cấu trúc giảm lại hay không, hay là nó tăng tiếp thì các bạn phải quan sát. Còn đương nhiên là bám sát hơn các cái video như ngày thứ ba này đi chat chia sẻ cho mọi người, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đúng không ạ? Đây là với EU. Vậy thì cái video này là đi chat phân tích cũng khá là nhiều cặp tiền rồi đúng không ạ? Thì chat sẽ kết thúc cái video ở đây nhá, và kính chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, cùng nhìn nhận lại những cái nó thành quả và cũng như là rút ra những cái kinh nghiệm trong cái tuần trước đấy, và xem video xong thì các bạn lập lên một cái kế hoạch trading tốt hơn cho tuần tới. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Lời cuối thì Richard cũng xin chúc mừng tất cả những anh chị em vừa rồi đã comment cho Richard là đã mua được vàng đúng không ạ? Bởi vì từ cái tuần trước nữa là Richard đã bảo mọi người là đã gom mua với vốn, nếu ai có vốn thì mua được khoảng tầm 50% cái vốn của mình trước gom một nhịp rồi đúng không ạ? Vàng vật chất đấy, thì vàng vật chất nó bắt đầu cũng đó dấu hiệu là bắt đầu tăng trưởng trở lại rồi, khoảng 500 cho đến gần 1 triệu đồng một lượng rồi, tức là mua lại với vàng vật chất cũng khá là ổn. Điên đối với vàng miếng thì nó cũng không có tăng trưởng mạnh và cũng không có giảm sâu nữa, nó đang giữ ở cái mức 76.9 nếu các anh chị em nào mua được. Tất nhiên là cũng không mua được đúng cái giá niêm yết như thế này đâu, nhưng mà đó là có một cái vùng giá chúng ta thấy là nó rẻ hơn rất nhiều so với cái vùng gì ạ, 90 rồi đúng không ạ? Các bạn cũng xin chúc mừng cả nhà nhé. Còn các anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Richard này, hay chưa vào Zoom, hay chưa vào Telegram thì các bạn có thể thấy ở ngay dưới phần mô tả đều có thông tin liên hệ thì các bạn có thể vào. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.